Em nghĩ là cái sự té giếng á anh, nó sẽ lây từ người này qua người khác. Dạ. Té giếng cũng... Ủa, thì nó bình thường thôi, là mặt căng vậy, lùng căng thẳng vậy con. Cái dịp đó hả chú? Cái mắt kính này hả? Để con suy nghĩ xíu nha. Đi đâu gì đâu? Đi lên chợ hả? Nghĩ là cái sự té giếng á anh, nó sẽ lây từ người này qua người khác. Dạ. Té giếng mà cũng lây nữa đó hả? Dạ được. Tại bạn té giếng cũng không phải một lần tới hai lần lận, nên em nghĩ là cái mức độ nó cũng nghiêm trọng nên có thể là bị lây qua cho em. Trời đất. Sao anh đi chương trình nào anh cũng nhắc hết về anh? Anh có biết là em chết với anh luôn không? Nhưng mà người ta nhiều khi mê con là mê cái vụ té giếng đó. Tiếp theo xem hình nữa nè. Đó, thấy cưng không? Bàn chó. Trong ba chú cún này, Dương Bin thích nhất chú cún nào? 1, 2, 3. À, có chưa Bin? Ủa lẹ vậy? Đọc ghi. Con nào số mấy? Bin sẽ thích cái con mà có cái con mà số 2 á. Tại sao? Tại vì cái tính nó bự. Gu em lạ quá vậy. Nói chung là mê cái dòng 3 nó mẩy hả? Phải không? Nói thiệt đi. Số 2 đúng rồi đó. Kệ, tôi không quan tâm cái chuyện đó, tôi bỏ này xuống tôi hỏi thăm. Nói chung là mê cái dòng 3 nó mẩy hay sao? Dạ nó là cái loài chó có cặp mông đẹp nhất trong tất cả các loài chó. Còn loài người? Về loài người thì em sẽ thích ba dòng cân đối nhiều hơn là mọi thứ nó dồn hết xuống dòng 3. À, tức là nó trải đều đúng không? Dạ đúng rồi, nó trải đều. Vùa tôi đâu nói gì đâu. Tự tin hả? Tự tin. Ok, thì cũng được. Thiên hạ thấy sao kệ người ta, không? Người nhà mình thấy được là được thôi. Đó. Tiếp theo, nhìn hình. Trời ơi, ngầu nữa. Chiếc mắt kính này Jun Bin đã sắm trong dịp nào? Kính này quen quen nhờ. Rồi, đó, suy nghĩ đi. Có đáp án chưa Bin? Dạ có rồi. Rồi, nói cho chú biết chiếc mắt kính này đã sắm trong dịp nào? Dạ. Cái dịp đó hả chú? Cái mắt kính này hả? Con suy nghĩ xíu nha. Nhìn kỹ bài chứ là ủa có thời gian ha? Có chứ. Dạ cho em đi cái lúc mà em đi em đi đâu? Đi đâu? Dạ. Đi gì đâu? Đi lên chợ hả? Cái lúc mà đi Hội An. Hội An. Ủa, thì nó bình thường thôi, là mặt căng vậy, lùng căng thẳng vậy con. Đi Hội An không, đúng không? Không, có lúc mà đi chơi luôn là mua luôn rồi. Đúng rồi. Là đi Hội An đúng không? Dạ không phải đi Hội An. Đi đâu? Nhìn kỹ cái mắt kiến nha. Nhìn kỹ cái mắt kiến không, nha. Không gợi ý nha, không gợi ý nha. Dạ, không, cái đường mà hẻm có quẹo vô cái hai dãy nó bán mắt kính đó chú. Cái đường mà hẻm có quẹo vô cái hai dãy nó bán mắt kính đó chú. Chợ Bến Thành nữa không con? Dạ không phải Bến Thành luôn. Ủa? Chợ à, chợ An Đông hả? Không phải An Đông luôn. Chợ Bà Chiểu. Cái chỗ Chi nói là trên đường Bùi Thị Xuân, một cái con đường bán mắt kiến. Đó. Là gì? Cuối cùng là ở đâu? Con đường Bùi Thị Xuân đó. Đó, nó đó. Phải không? Jun Bin cho con đáp án đi. Của Tri. Cái gì vậy con? Em ơi, mắt kiến này là mắt kiến chị Tuyền cho em, hôm đó đi Long Hải chơi em cho anh mượn chụp hình mà. Thì nhưng mà cái lúc ý là hỏi mua ở đâu, nhưng mà đó là em phải xác định là mắt kiến này của em chứ phải của anh. Còn cái chuyện mà trước đó cái mắt kiến này ai mua cho em sao anh biết? Ủa cái này anh mua cho em của gà luôn á? Không có, cái này là mắt kiến của chị Tuyền cho em mà.